dụ dỗ trẻ con. Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ cổ kính, có một người đàn ông tên là Gian. Ông rất giàu có và tận tụy với công việc. Sắp tới có một đơn hàng quan trọng, phải chuẩn bị từ bây giờ đi. Lịch làm việc ngày mai thế nào hả? Dạ, sáng mai ông có lịch đến xưởng gỗ, chiều thì đàm phán hợp đồng mới, tối thì tham dự tiệc của thị trưởng ạ. Lịch trình ngày mai có vẻ căng nhỉ, hy vọng ta có thể giải quyết hết mọi việc như dự tính. Ông nội, ông hứa mai đưa cháu đi chơi rồi mà. Bởi vì ta sẽ đưa đi. Ta giải quyết công việc sáng nay và chiều nay, xong việc là đưa cháu đi ngay thôi. Sáng chiều tối ông bận như thế thì thời gian nào ông đi chơi với cháu được? Cháu không biết đâu, ông đã hứa với cháu rồi mà, ông nhất định phải giữ lời. À, ông quên mất, hay là để tuần sau nha. Lại tuần sau? Bao nhiêu cái tuần sau rồi? Thì là bởi vì cũng tại ông quá bận mà thôi. Lần trước nữa cũng thế, ông chẳng bao giờ giữ lời hứa dẫn cháu đi chơi hết. Lần này là chắc chắn, ông hứa mà. Ông hứa với cháu rồi đấy nhé. Lần này mà ông còn thất hứa nữa thì cháu sẽ giận ông luôn đó. Được, tuần sau nhất định ông sẽ dẫn cháu đi chơi. Bầu trời ơi, ước gì ông nội có thể đi dã ngoại với mình một lần. Chỉ một lần thôi. Ông lúc nào cũng mải mê với công việc, ông chẳng bao giờ giữ lời hứa với mình hết. Mình thật sự rất buồn. Xin chào Jonas. Cậu là ai? Sao cậu biết tên mình? Mình là Hương Mộc Tinh. Sao cậu bay được thế? Mình là thần tiên, đương nhiên phải bay được rồi. Mình sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật. Cậu sẽ được đi dã ngoại với ông nội ở Kansas. Cậu thích không nào? Một chuyến đi chơi mà cậu hằng ao ước. Hả? Cậu làm được điều đó hả? Ừ, được chứ. Tin mình đi. Mình có cách để ông phải đưa cậu đi chơi như lời của ông đã hứa. Mang theo chiếc lá này bên mình nha. Mình nhất định sẽ tìm được cậu. Khi những chiếc xe ngựa của ông Gian chở đầy gỗ quý đi đến địa phận làng Kansas, bất ngờ một cơn lốc lớn nổi lên. Ôi trời ơi, sao tự nhiên gió mạnh thế này? Không hiểu sao xe ngựa đi ngang qua vùng Kansas là bị mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy ạ. Hả? Sao lại mất tích được? Đó là lô gỗ quý để làm hộp điêu khắc cho vợ của công tước đấy. Dạ, nếu không có lô gỗ quý đấy, chúng ta sẽ phải đợi lô gỗ sau, và việc chờ đợi này sẽ mất rất nhiều thời gian. Dạ vâng, chúng ta sẽ không thể hoàn thành những chiếc hộp điêu khắc cho vợ của công tước đúng thời gian mất. Dạ, và rồi chúng ta sẽ bị thiệt hại vô cùng lớn và mất uy tín với khách hàng nữa. Và rồi, trời ơi. Dạ, tôi đâu muốn vậy đâu thưa ông. Vậy bây giờ chúng ta... Một đống những hệ lụy kéo theo, sao anh lại để mất lô gỗ quý này mất tích được chứ? Không được, ta phải đích thân đi một chuyến. Ông ơi, ông cho cháu đi với, cháu cũng muốn đến cảnh sát chơi. Cháu chưa bao giờ được đến đó, được không ông? Không được, cháu đi làm gì? Cháu hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, ông đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Cháu hứa là sẽ ngoan, không làm ảnh hưởng đến việc của ông đâu. Ông cho cháu đi mà ông. Nha ông, nha. Đừng bướng bỉnh nữa Jonas. Ông đang rất bận, không có thời gian để tranh cãi với cháu đâu. Cháu cũng không muốn tranh cãi với ông đâu. Nhưng ông đã hứa cho cháu đi chơi bao nhiêu lần, nhưng lần nào ông cũng thất hứa hết. Cháu nghĩ đây là một dịp thích hợp để ông thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Ta xin lỗi cháu, nhưng cháu cũng biết ta là rất bận rồi mà. Ta... Nha ông, nha. Sau này cháu sẽ không bắt ông đưa cháu đi chơi nữa đâu. Thôi được, nhớ là không được chạy lung tung đấy. Dạ. Ông ở thành phố chắc ít khi tới vùng quê này nhỉ? À, ngày bé tôi từng ở đây một thời gian,
nhưng lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Cậu huy động người tìm lô hàng đó cho tôi nha. Nhất định phải tìm ra lô gỗ quý đó. Lô gỗ quý đó không thể tự nhiên mất tích như vậy được. Hãy cho người đi nghe ngóng và tìm kiếm nhiều hướng. Chắc chắn sẽ có người chứng kiến và biết về vụ việc này. Chúng ta phải tìm kiếm càng nhanh càng tốt. Không còn nhiều thời gian đâu. Vâng, ông cứ yên tâm. Ông cho mình theo đến cảnh sát rồi, nhưng mình vẫn chẳng được đi đâu cả. Ông lúc nào cũng chỉ công việc thôi. Hay là trong lúc chờ đợi, cậu đi chơi với mình vậy? Mình sẽ đưa cậu đến những nơi thật kỳ thú, những nơi mà cậu chưa từng đặt chân đến. Tin mình đi, cậu sẽ thích lắm đó. Bộ, có nhiều chỗ thế cơ á. Jonas, cháu đang nói chuyện với ai đấy? Dạ, cháu đang nói chuyện với Hương Mộc Tinh. Ủa, bạn ấy vừa ở đây mà. Hương Mộc Tinh là ai? Bạn ấy là tiên ông ạ. Bạn ấy nói rằng sẽ đưa cháu đi chơi đấy. Jonas, ông dặn cháu nhiều lần rồi, không được nói chuyện với người lạ. Sao cháu không nghe gì cả? Biết thế ông không đưa cháu đến đây rồi. Cháu... Bạn Hương Mộc Tinh là người tốt. Cháu chỉ... Cháu... Cháu không được nói chuyện với người lạ, cũng không được nghe người lạ dụ dỗ, hiểu chưa? Bây giờ vào giường ngủ ngay. Nếu không ông sẽ đưa cháu về nhà ngay ngày mai đấy. Dạ. Jian. Cháu là ai? Sao cháu vào được đây? Tôi là thần tiên Hương Mộc Tinh, là bạn của Jonas. Ông thật là ích kỷ đó. Ông không dẫn Jonas đi chơi, lại còn cấm cậu bé chơi với tôi nữa. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Đừng có đụng vào Jonas của ta. Chỉ cần tôi muốn, Jonas sẽ là của tôi. Chính ông đã khiến Jonas buồn đầu, và nỗi buồn của Jonas đã gọi tôi đến bên cậu ấy. Ta cấm ngươi. Ông không làm gì được tôi đâu. Ngươi phải để thằng bé được yên. Ngươi sẽ biết tay ta. Ông không bắt được tôi đâu. Nhưng nếu ông chấp nhận điều kiện của tôi, thì tôi sẽ để yên cho Jonas. Điều kiện gì? Ngươi nói đi. Chỉ cần ngươi buông tha cho Jonas, ta sẽ tìm mọi điều ngươi muốn. Chỉ cần ông thay thế Jonas đi theo tôi là được. Cái gì? Thay thế Jonas và đi theo ngươi ư? Đúng vậy. Tôi sẽ không động gì đến cậu bé Jonas nữa. Nếu không thì tôi sẽ luôn bám đuôi cậu bé như thế này đấy. Thôi được, ta đồng ý. Thật chứ? Chúng ta đi luôn bây giờ nha. Được, ngươi định đưa ta đi đâu? Rồi ông sẽ biết. Nhưng ông sẽ không hối hận về điều này sao? Còn công việc của ông nữa cơ mà. Đừng nhiều lời, hãy đưa ta đi đi. Đã quá. Ôi trời ơi, không đã chút nào cả. Cho ta xuống đi. Hả? Đây là nơi nào mà đẹp thế này? Còn nhiều chỗ đẹp lắm, cứ đi theo tôi. Cứ như thế, Hương Mộc Tinh đưa ông Jian đi khắp nơi, ngắm nhìn những cảnh vật xinh tươi nhất. Ông Jian như quên hết mọi thứ. Lâu lắm rồi, ông mới thấy vui như lúc này. Thật là tuyệt vời, sống bao nhiêu năm trên đời mà giờ ta mới biết đến những cảnh vật này. Cảm ơn người đã đưa ta đi. Không cần cảm ơn đâu, mình chỉ thực hiện lời hứa với cậu thôi mà. Lời hứa nào cơ? Lời hứa khi cậu còn là một đứa trẻ, nhưng cậu đã quên rồi. Hứa nhà Hương Mộc Tinh, cậu sẽ đưa mình đi ngắm cảnh vật ở khắp nơi nha. Chắc chắn rồi. Mình nhớ ra rồi, cậu là người bạn khi ấy. Jian, tớ tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi không nhớ ra nữa. Tớ xin lỗi vì đã đe dọa cậu, nhưng mà tớ không còn cách nào khác. Tớ muốn cậu nhớ ra những mong ước thở ấu thơ của mình. Đó cũng là những mong ước mà Jonas cháu của cậu hằng mong ước. Gia đình tớ chuyển đi và bị phá sản. Kể từ đó, tớ phải lao vào kiếm tiền sinh sống. Tớ đã dần quên đi phần đẹp nhất trong tuổi thơ của mình. Quên cả cậu nữa.
Không đâu, nó vẫn luôn ở đó. Bằng chứng là cậu vẫn còn nhận ra tớ. Tuổi thơ hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của gia đình, được thỏa trí tưởng tượng với những câu chuyện thần tiên. Thế nên đừng để Jonas cũng mất đi điều đó nha. Ông ơi, đi nhanh lên. Dạ thưa ông, quản lý vừa báo rằng lô gỗ và người vận chuyển đã xuất hiện ở ngay trước cổng công xưởng, không có hư hại gì ạ. Thế thì tốt rồi, việc còn lại tôi sẽ giải quyết sau. Giờ là khoảng thời gian riêng tư của hai ông cháu tôi nha. Kể từ đó, họ không bao giờ gặp lại Hương Mộc Tinh nữa. Cô bé ấy đang tiếp tục tìm lại tuổi thơ cho ai đó rồi chăng? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!